Mấy cái củ khoai tây trắng này nó dẻo lắm cả nhà. Nó có bột nha. Có bột cũng như khoai lang của mình nhé, nhưng mà nó không có ngọt, nó dẻo. Thường thì ở đây mình lấy khoai tây á, mình đem đi nấu súp, nấu canh, và mình đem đi chiên khoai tây chiên ăn á. Ăn hấp thì nó hơi ngán, ăn hấp nó ngán lắm cả nhà, tại nó không ngọt, nó chỉ dẻo. Còn không mình làm, mình hấp xong mình ăn với chấm đường chấm sữa đặc ăn á, nhưng mà ăn như vậy nó ngọt, không có tốt. Mình nấu súp một hồi, mình nấu súp, nếu mà khoai tây này mình nấu súp cho mấy đứa em nhỏ ăn thích lắm á. Mình sẽ lấy nhiêu đây thì cả nhà nhiều quá quá ngon. Mình chỉ dùng một nửa củ hành tây, mình cắt ra, mình sẽ cắt giống như hộp hạt lựu vừa bự này cả nhà, hơi to chút xíu đó. Một ít dầu vô, khoảng muỗng canh dầu nha cả nhà. Mình sẽ cho hành tây vào, mình xào cho nó thơm. Mình có một củ cà rốt, mình cắt cái củ cà rốt này ra hạt lựu luôn nha cả nhà. Cắt hạt lựu rồi, mình có khoảng chén khoai tây mình cắt hạt lựu rồi nè cả nhà. Khoai tây hấp nó đã chín rồi, mình hấp chín rồi. Rồi mình đi nấu súp nha cả nhà. Mình có 2 miếng ức gà, mình sẽ cắt hạt lựu luôn. Chỉ 2 miếng là đủ rồi cả nhà. Vàng rồi cả nhà. Mình sẽ cho gà vô xào. Mình sẽ cho ức gà vô xào nha cả nhà. Đó. Xào cho nó thơm. Cho nó săn lại vô. Đơn giản lắm cả nhà. Nhanh gọn luôn. Nêm nửa muỗng miếng cà phê muối, muỗng cà phê súp gà, một nêm gà, một muỗng cà phê bột nêm gà, mình cho 500 ml nước lạnh vô. 500 ml nước, còn cái nồi này vô khoảng 200 ml nồi, nấu cho nó mềm luôn cả nhà. Mình sẽ cho cái một ít cần tây vô nè cả nhà. Cần tây nó mau chín nên mình bỏ cho nó vô sau. Và mình nấu lên cho nó mềm cái nui. Mình sẽ nấu cho đến khi cái nui nó mềm. Mình sẽ nêm khoảng một muỗng cà phê đường vô luôn cả nhà. Cái nui nó hơi nở ra, nó mềm mà cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho khoai tây hồi nãy mình gọt vô. Khoai tây này mình cho sau cùng. Mình nấu khoảng 3 phút nữa rồi mình tắt bếp.
cho nó nóng lên đây. Nấu sôi lên khoảng 3 phút thì mình tắt bếp nha cả nhà. Mở lửa lớn chút. Cái nồi súp đơn giản quá cả nhà ha. Mà ăn rất là ngon và bổ dưỡng nha cả nhà. Mà mình nấu rất là lẹ luôn. Chỉ trong vòng vài phút là được một món súp chicken noodle soup. Súp khoai tây với ức gà. Súp đã chín mình tắt bếp cả nhà. Mình sẽ cho miếng tim vô. Không ra luôn. Mình sẽ cho mấy cọng quế vô nè cả nhà. Quế basil. Cắt nhỏ nhỏ ra bỏ vô. Xong rồi cả nhà. Nhìn ngon không cả nhà? Quá ngon luôn cả nhà. Cả nhà nhìn tô súp ngon không cả nhà? Cả nhà mà đang bị cảm, cả nhà ăn một tô súp vậy là khỏe à. Ăn súp nóng à. Mời cả nhà ăn súp nha cả nhà. Rất là ngon luôn cả nhà. Ngon cả nhà. Vừa ăn. Nếu cả nhà thích ăn cay bỏ ớt vô. Mời cả nhà ăn súp khoai tây nuôi chicken. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian coi hết video của mình nhé. Và hẹn cả nhà video tiếp theo. Xin chào.